Nam mô Tam Thập Phương
độ Việt Nam có Phật tử hướng lên thọ thành đạo hưởng thọ thất thập thất tuệ nhất vị thần hồn hướng à. Đại trí văn thu sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư con Bồ Tát linh sáng ngồi thượng Phật Bồ Tát nguyện thi từ lực phóng quang tiếp độ Việt Nam có Phật tử hướng lên hạ thành đạo một vị thần hồn thượng linh vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
We